đến với dạng 4. Đây, dạng 4. Thì ông ta đi sau. Dạng 4. Đây, dạng 4 nó như thế này. Ví dụ như x cộng 1. Rồi, cộng x bình trừ 1 lớn bằng thì đó x 2x bình trừ 1. Rồi, cộng 3x. Rõ ràng cái này trong 3 dạng 1 của 3 dạng 2 càng 3 dạng 3. Đó, đó là vậy. Nếu mà không có đây, không có đây thì chỉ đó x cộng 1 nhỏ lớn bằng chỉ đó x trừ 1 bình trừ 1 thì đó là dạng 3. Mà cái này có này nữa thì nó 3 dạng 3 luôn. Thì lúc này á, dạng 4 này mình sẽ sử dụng gì ạ? Định nghĩa. Các bạn nha, định nghĩa này. Nghĩa là cái này. Cái ban đầu anh thầy nói đó. Đây định nghĩa nè. Chị đó nha. Thì nó bằng a nếu như cái thằng a của mình là một số không ăn bằng trừ a nếu cái thằng a của mình là số ăn. Đây là như là nghĩa này, sử dụng cái này để giải quyết rồi, đúng không? Rồi ví dụ một, ví dụ một của mình như sau. Mình sẽ có là 2x trừ 1 thì đói cộng 1 nhỏ hơn thì đói cũng trừ x cộng 2. Rồi đây rõ ràng mình vào không có dạng 1, càng có dạng 2 càng không phải dạng 3. Dạng 3 nếu mà không có số 1 này thì không không đây dạng 3 đó, nhưng mà đây cộng 1 nữa. Tới lúc này dạng 4 sử dụng định nghĩa, được không? Rồi, sử dụng định nghĩa. Đây, cái này. Đó. Rồi, giải quyết nè. Bây giờ sử dụng định nghĩa nghĩa là mình phải phá chỉ đó này đi. Nghĩa là mất cái đi á, thì mình phải giải quyết được. Mất cái đi dựa vào cái này, dựa vào định nghĩa này. Thằng này mất chỉ đó là a, nếu a lớn bằng không. Mất chỉ đó là trừ a, nếu a nhỏ bằng không, nhỏ không. Vậy thằng này cũng vậy, mình muốn phá cái thằng này ra thì mình phải biết cái thằng 2x trừ 1 của mình nó rơi vào trường hợp này hay rơi vào trường hợp này. Tương tự, muốn phá cái trường đó này thì phải biết được cái thằng trừ x cộng 2 á rơi vào trường hợp lớn bằng 0 hay là trường hợp nhỏ 0. Đó. Vậy thì mình phải xé dấu để biết được cái dấu của nó sao. Rồi, xé dấu cả hai cái này luôn. Là mình phải xét dấu từng thằng trong từng trường đó. Đây, ví dụ xé dấu thằng đầu tiên là thầy cho cái thằng này bằng không, tiếp tục cho cái thằng này bằng không luôn, mình xét chung một bảng luôn, không, rồi thằng trên đây giải ra x sẽ bằng 1/2 dễ dàng, thằng dưới giải ra x bằng 2, rồi các bạn sẽ nhau, đây, chúng ta đi sau. Rồi, đây là x, đây là trừ vô cực. Mình để những cái nghiệm của mình giải ra được nó đang 1/2 trước này, sau thứ hai và cuối cùng là rồi đây là để 2x trừ 1, dưới đây là trừ 2 trừ x cộng 2. Rồi 2x trừ 1 bằng 0 tại điểm nào? Đây 2 trừ 1 bằng 0 tại x bằng 1/2. Tương tự trừ x cộng 2 bằng 0 tại điểm nào? Đây. Rồi các em có gì thì mình gặp cái phân chia thôi. Rồi xét dấu dòng này, đây là bậc nhất phải cùng trái trái
A là 2, dấu dương phải cùng cùng qua không phải dấu bằng trừ cái trái, phải cùng cái trái. Tương tự đây cũng vậy, phải cùng cái trái. A là trừ 1 là dấu âm, phải cùng cái là trái này. À, rồi. Bây giờ mình biết thôi, mình đã đánh này là dấu sao hoặc số 1 được. Bây giờ mình sẽ giải sao. Đó, vậy sao nè? Mình phải chia trường hợp ra để mình biết cái này đâu là trường hợp nào. Chia ra nè. Bây giờ mình thấy nè, có mấy bạn này, 2 2 3. À, để chia thôi. Đầu tiên là x mình thuộc khoảng này, thuộc cái phần từ 0 đến tới 1 ha. Rồi, trường hợp 1. X mình nằm ở đây, nghĩa là x 1 2. Lấy luôn cái 1 ha là vô. À, lúc này sao có tương đương. Rồi, tương đương cái gì? Khi mà x thuộc khoảng trừ vô cực tới 1 2 á thì cái này trừ 1 này nè. Mang dấu âm. Đúng không? Mang dấu âm. Là đây, hai số 1 mang dấu âm. Lúc đó cái này trừ 1 này thì đó này nó sẽ ra trừ a. Được không? Hiện tại nha. X thuộc khoảng trừ vô cực tới 1 2. Đây. Thì lúc này trừ 2 trừ 1 sẽ mang dấu âm. Mà mang dấu âm nghĩa là đây, cái A của mình 5 là chỉ đói A sẽ ra trừ A. Vậy thì chỉ đói 2 trừ 1 sẽ ra trừ 2 cộng 1. Được không? Đó, vậy thì đây thầy viết lại là số ngàn thế đi. Đây trừ 2x cộng 1. Đó, bao nhiêu cũng được nghe. Vậy đó, cho nên nó trừ A. Tương tự cũng tiếp khoảng này mà cái thằng trừ x cộng 2 là mang dấu đúng gì? Ví dụ dấu cộng đây A lớn bằng không gì trừ dấu A sẽ ra là A. Vậy thì cái thằng trừ x cộng 2 này nó sẽ ra A, tức là chính nó. À, rồi cộng 1 lại nè, rồi nhỏ hơn ra chính nó trừ x cộng. Rồi cái đây vẫn thường, đây là bốn phương công trình cơ bản bình thường. Rồi, tự nhiên cũng trừ cho đổi giống nè, trừ 2x cộng 1 cộng 1 lúc lại. Rồi, ở đây thầy sẽ có dễ nhanh nha. Đây là 22 mất 2, thì là x lớn hơn. Rồi, được chưa? Để đó nha. Ok. Bây giờ mình giải ở đây, chưa có tốt đâu. Cái này á, mình phải cùng so với cái này, cái điều kiện của trường hợp của mình nữa nè. Đó, nhớ nè, quên nè. Đó, bây giờ mình có ghi là gì? So với điều kiện của trường hợp một thì tắt nha. Ta có khi mà so như vậy á thì cái đứa phải giao lại nha, giao lại đây, giao lại nha. Rồi ở nha, giao lại à, đây trừ vô cực tới 1 phần 2 đó lộn rồi. Đây. Rồi, từ trừ vô cực tới 1 ngang. Đây. Này lấy phần này. Phần này mình bỏ. Tiếp tục, lớn không? Không đây, lớn không là đây. Đây, lớn không. Bỏ phần này. Bỏ. Bỏ luôn số 0 chỗ này. Rồi. Thì cuối cùng là có gì? Vậy nghĩa là ta sẽ có 0 2 chưa. Rồi, đó là xong. Cái này. Tiếp tục, tới phần tiếp theo. Trừ 1 a. Rồi. Is thuộc 1 phần 2 đến 2. Ở đây mình lưu ý nha, mình lấy 1 2 trên đây đầu thì ở đây không lấy nữa. Còn mình sẽ lấy cái đầu 2. Rồi. Tương tự sang cái dương. Trên khoảng này thì thấy trừ 1 mang dấu dương, nghĩa là thằng này sẽ ra chính nó. Rồi là 2x trừ 1 này. Rồi cộng 1 viết lại nhỏ hơn. Tương tự x trừ x cộng 2 sẽ mang dấu dương luôn, vậy thằng này cũng ra chính nó luôn. Đây là trừ x cộng à. Rồi đây giải thông thường thôi.
mình sẽ có được là is nhỏ hơn 3 phần 2. Đó, 1 phần 1 là 3 phần 2. 2 phần 3 chứ. À, được không? Tiếp tục, mình sẽ có bảng cuối cùng. 2 cộng cực trường hợp 3 là những cái bo như này nha. Trường hợp 3, là x của mình thuộc khoảng đây, ở đây lấy số 2 rồi nên là đây mình không lấy nữa rồi, cộng cung cực mình xin lỗi nha, mình quên so cái này. Vậy em lưu ý á, phải nhớ so nha, thầy cũng phải quên đó, mình lưu ý kỹ cái này so với trường hợp đây nhớ nha, so này. Vậy so với điều kiện của trường hợp 2 là có đây sao này, 1 phần 2 2 2 phần 3 rồi. Bây giờ nha, từ 1 phần 2 tới 2 rồi từ trừ cực tới 2 phần 3 là 2, bỏ luôn ra, bỏ luôn ra thì mình to ra thấy không, 1 phần 2 2 phần 3 rồi chưa. Tiếp theo trường hợp 3, trường hợp 3 thì mình có x cộng khoảng 2 cộng cực đây, lúc này thấy trừ 1 sẽ mang dấu đó, nên tìm đó x trừ 1 chỗ này sẽ ra chính nó. Một cách tương tự, trừ x cộng 2 sẽ mang dấu âm, nên chỗ này sẽ ra trừ của trừ x cộng 2. Được không? Rồi. Sao tương đương anh này ra chính nó nè, ra 2 x trừ 1. Rồi cộng 1 tiếp lại nè, dấu nhỏ hơn nè, anh này ra trừ của trừ x cộng 2. Quý vị nhớ để không nha, nó là sai đó. Rồi cái này mọi chuyện rất là đơn giản, trừ 1 cộng 1 mất nhỏ hơn này, mình bỏ mặt đổi dấu đi, cộng x trừ này đây cũng càng đơn giản, x sẽ nhỏ hơn trừ 2. Quên gì không, sao điều khiển sao này nhớ lại giao nhé, giao lại với này đây. Đây mình có trừ 2 này, hai rồi từ hai cộng cực này, bỏ phần này, bỏ luôn số hai này, rồi nhỏ hơn trừ hai, nhỏ trừ hai đây, anh chị hai bỏ phần này, bỏ luôn số trừ hai này, vậy cuối cùng bỏ đó, vậy thì thấy là giao lại không có, không phải cái nào hết. So với điều kiện của trường hợp 3 ta có có sao, ghi sao nhỉ, is thuộc rộng được chưa, is thuộc rộng đó. Rồi vậy bây giờ thầy sẽ coi cái này nha. Tiếp tục nè, bây giờ mình đã giải quyết xong ba trường hợp rồi, nhưng mà chưa đưa được đáp án nha, chưa đưa ra được đáp án. Bây giờ nhiệm vụ cuối cùng của mình đây, thầy sẽ highlight lên nè. Trường hợp 1, kết quả này, kết quả trường hợp 2, kết quả trường hợp 2 đây, và kết quả của trường hợp 3. Bây giờ đó, ba trường hợp đó mình phải làm bước cuối cùng là hợp ba trường hợp, được không? Nhớ nha, trường hợp ba trường hợp là hợp lại, còn mỗi kết quả trong từng trường hợp, ví dụ đây kết quả này phải giao như này, kết quả này giao như này, thằng này kết quả này
giao với thằng này. Còn mỗi kết quả của từng trường hợp này, khi mà kết luận cuối cùng là mình phải trường hợp là phải hợp lại, được không? Đừng có lộn nha. Rồi bây giờ mình nghĩ câu nè, kết hợp ba trường hợp ta có đâu mình học đây, học đây và học đây. Đây như này, như lại nè. Rồi đây và cuối cùng là đây, hợp nha. Rồi bây giờ học là lấy hết nha, nên là mình phải vậy trong đó nè. Rồi phân một phần a, một phần a, rồi hai phần ba. Rồi bây giờ sao, không tới một phần hai đây, không đến một phần hai, không bằng chờ của em vô. Rồi bỏ. Rồi thôi hợp này lại lên để riêng nha cho nó dễ nhỉ. Rồi từ 1/2 đến 2/3. Rồi 1/2, 2/3 đây, đây bỏ đây, đây. Rồi tiếp tục rộng, rộng là thôi rộng này. Rồi bây giờ hợp lại, rộng thì hợp ở cái gì nha, hợp lại và kết hợp là kết hợp đây thì sẽ có gì, từ 0 tới 1/2 lấy 1/2, ở đây 0 lấy 1/2 tới 2/3, vậy kết hợp lại là chỗ này lấy, chỗ này không lấy, vậy thì cuối cùng là vẫn lấy nha. Vậy từ sẽ có là từ 0 đến 1/3, được chưa? Rồi đấy nha, vậy thì cuối cùng là mình kết luận đặc biệt phải đặc nghiệm của bậc phương trình là đây, kết luận là từ 0 hoặc tròn đến 2/3 tròn. Rồi được chưa, mấy em hãy stop video lại và cố gắng ghi nhận thật kỹ những điều thầy giảng trên đây nha. Đó là tất cả những gì mà thầy muốn nói với em trong bài học ngày hôm nay. Cuối cùng thầy sẽ cho em một vài bài học tổng hợp. Bài học tổng hợp. Rồi. Bài đầu tiên. X bằng trừ 5x cộng 6 trừ 3 hay không? Ok, có x bằng 3x trừ 4 lớn bằng 8 và c x trừ 2 cộng 2x cộng 3 lớn bằng 0 và cuối cùng là x bình trừ 3x cộng 2 chia x bình cộng 3x cộng 2 lớn hơn hoặc bằng 1. Rồi, đó là những gì mà mấy em phải làm ở nhà để nâng cao trình độ giải của phương trình của mình lên. Và bây giờ thầy sẽ xin giải mẫu cho mấy đứa một câu nha. Thầy xin lỗi là đây sửa lại tí là đây là cộng, đây là trừ đúng nha. Rồi ok, rồi bây giờ thầy sẽ dễ giải mẫu cho mấy đứa câu a nha. Rồi câu a bây giờ nhìn vào câu a thì thấy nó khá là lạ. Bây giờ làm sao nhỉ? Câu A nhìn sơ qua thì không có dạng 1,
cũng có phải dạng 2, cũng có phải dạng 3. Vậy thì chỉ có nước mà mình xài định nghĩa là dạng 4. Rồi, ok. Trước tiên á, thì mình thấy có quá trình này có mẫu, mà có mẫu là phải đặt điều kiện, được không? Nhớ nha, đừng quên nha, điều kiện. Rồi, có mẫu thì mẫu khác không? Rồi, khác không? Rồi, tới đây giải bình thường thôi. Rồi, em chỉ bấm máy. 1 trừ 5, 6 3 bằng 2, vậy là is khác 2, is khác 3. Rồi, bây giờ vấn đề là sao? Đây là sao tương đương. Rồi, sao tương đương điều gì? Ở đây á, có nhiều em làm như vậy. Đây, x bình trừ 5x cộng 6 nhỏ hơn 3. Rồi, như vậy chẳng hạn, 3 nhân cho x bình trừ 5x cộng 6. Thưa thầy, đây là dạng 1. Sai, sao bạn coi nhé. Sao sai? Tới đây thì còn đúng. Nhưng mà tới đây, bước này thì sai tại vì mấy đứa nhân hai vế cho x bình trừ 5x cộng 6 là sai, tại vì sao? Mấy đứa làm gì biết cái này là dương hay là âm, mà không biết nó dương hay là âm thì làm sao nhân hai vế cho x bình trừ 5x cộng 6 mà không biết có đổi dấu không, đúng không? Đâu có dương âm không, nhân lên sao biết đổi dấu hay không đổi dấu, lỡ vậy sao, đúng không? Đó là cái này sai. Dẫn đến cái này bị tắt, đó là từ phân làm về đó mình chéo. Đó, như vậy nè. Rồi, đây làm gì? Chắc phải xài định nghĩa thôi đó. Nhưng mà định nghĩa giống hồi nãy á, là thầy kẻ bảng riêng. Ê, thầy kẻ bảng sẽ giống. Nhưng mà ở đây chỉ có một cái chuyện đó thôi, nên là không cần làm vậy, mình làm thẳng luôn. Là trường hợp 1 có gì? X trừ 2 sao? Lớn bằng 0. Đó, thẳng luôn. Cái chai đúng không? Mình dẫn đến x lớn hơn bằng 2. Đó, lúc này mình sẽ có sao tương đương với, tương đương với gì? X trừ 2 lớn bằng 0, nghĩa là cái hàng này phải ra chính nó, nghĩa là mình có x trừ 2 chia x bình trừ 5x cộng 6 nhỏ hơn 3. Thế này dễ được không? Đã được rồi nha. Đây là bốn phương trình chưa ở mẫu, mấy em đã được học ở video trước rồi. Vì đầu tiên em đứa phải làm cho bên đây là số 0, nên mình chỉ 3 qua hàng trừ 3 và quy đầu lên, quy đầu lên luôn nha. Đây, trừ 3 này, nhẫn 0 này, bây giờ thì quy đầu lên, quy đầu lên, quy đầu lên là trừ 3 nhân cho x bình trừ 5 x cộng 6 bằng 3 nhỏ hơn. À, rồi, xin phép coi cái này nha. Rồi, tiếp tục. Rút gọn không? Rồi, đây là trừ 3 x bình. Trừ 3 x bình x cộng 5 x. Vậy là cộng 6 x. Trừ 2 trừ 18 trừ 20, được chưa? Ơ, thầy xin lỗi, thầy quên. X cộng 15x là 16x. Xin lỗi. Ok, chính xác chưa? Rồi, ở dưới mình lại rồi, không xong. Rồi, tới đây mình sẽ giấu 3x bình cộng 16x trừ 2 10 bằng 0. Rồi x bình trừ 5x cộng 6 bằng 0. Đằng dưới đây mình giải, mình đã giải ra được là x bằng 2, x bằng 3. Còn ở trên đây mình giải ra được là
10 phần 3 bằng 2. X bằng 10 phần 3 bằng 2. Rồi, giải bản thôi.
luật nha. Cái của mình là x trừ 2 nhỏ 0 giảm lên x nhỏ 2. Rồi vậy thì sao này? Thì lúc này sao của mình sẽ tương đương x nhỏ 2 thì chỗ này sẽ dẫn đến là chỗ này sẽ ra trừ a nghĩa là trừ x cộng 2. Thôi, chú mong đi lại. Rồi, đối với trường hợp 2 này đó, thì mấy đứa có thể giải tương tự trường hợp 1. Nhưng ở đây thầy sẽ lưu ý mấy đứa một cách giải nhanh mà mấy đứa phải tinh mắt mới nhìn ra được. Thầy cố ý trường hợp 1 thầy giải cách đàng hoàng cơ bản cho mấy đứa thấy. Nhưng với trường hợp 2 thì mấy đứa thầy sẽ cắt đi một chút nha. Rồi, bây giờ mấy đứa thấy nè. Cái này thì cho nó dễ nha. Đây. Rồi. Trừ a. Thằng này á có hai nghiệm là 2 với 3. Thì mình phải biến đổi thành gì? Tách thành x trừ nghiệm đầu tiên và x trừ nghiệm tiếp theo. Rồi, đây là hệ số a của x bình trừ x cộng 6 mà a là 1. Rồi, trừ 3 bằng 0. Đó. Rồi, ok. Rồi, mình thấy gì đây? Thế này, đây. Đây. Thấy gì không? Rồi, mình sẽ còn là gì? Rồi. Ở đây, thầy lưu ý nha. Mấy đứa có thể rút gọn x trừ 2 là vì x trừ 2 đã khác không rồi. Nên mấy đứa có thể rút gọn được. Nha. Còn nếu mà mình không có dữ kiện x khác 2 đó, thì ở đây rút gọn là hoàn toàn sai. Cẩn thận nha. Rồi, tới đây mình có thể giảm tải được phần nào tính toán lên. Được đó, nếu mà mình tin mắt thì có thể những vấn đề một cách thôi, rất là nhanh gọn. Ở đây mình cũng quy đồng lên là sẽ có là mẫu chung x trừ 3 trừ 3 nhân x trừ 3 bằng 0. Rồi, đây có là trừ 3 x trừ 3 x nè, trừ 1 cộng 9 cộng 8. Rồi, đây là mình sẽ dấu. Thầy ghi lại cái kết quả của cái trường hợp 1 nha. Rồi, ghi lại sẽ dấu này. Thấy cộng 8 bằng 0 x trừ 3 bằng 0. À, thì giải nhanh nha. X bằng 8 phần 3 x bằng 3. Rồi nghe bạn. Rồi, đây là trừ 3 x cộng 8 x trừ 3 với cái đây là trừ vô cực, đây là 8 phần 3, đây là 3. Rồi, trừ với cộng 8 bằng 0 tại 8 phần 3, trừ 3 bằng 0 tại 3, 1 gạch. Rồi, mẫu bằng 0 thì con số không xác định, tử bằng 0 thì con số bằng 0. Phải cùng giá trái. Phải cùng giá trái. Rồi, cộng chia trừ. Trừ chia trừ. Trừ chia cộng. Rồi, đây còn mình là nhỏ không, nghĩa là dấu trừ. Đây, đây. Đứng với đây đây. Và ta có. Ta có. Là x nhỏ hơn 8 phần 3 và x lớn hơn 3 bằng vuông. Và đừng quên so với điều kiện của trường học hàng nha. Rồi, vì sao là thầy để mấy đứa tự so và tự luyện tập nha. Thầy xin phép so nhanh luôn. Rồi, so với điều kiện của trường học hàng ta có. Rồi, thầy đưa ra kết quả nha. Thầy sẽ có là x nhỏ hơn 8 phần 3. Rồi, ok. Rồi, điểm cuối cùng là gì đây?
Rồi, xin lỗi, chỉ x nhỏ hơn 2 luôn. Rồi, x nhỏ hơn 2. Rồi, vì cuối cùng của mình á là hợp hai trường hợp lại. Bây giờ kết hợp hai trường hợp ta có. Rồi, việc này thầy sẽ dành cho mấy đứa nha. Thầy sẽ làm nhanh thôi. Thầy học luôn. Đó là x nhỏ hơn 3 hoặc x lớn hơn 1/3. Rồi, đến đây á thì bình thường là xong rồi. Nhưng mà đây đừng quên lý do này để nó lại thế nào, điều kiện đầu bài là x khác 2, x khác 3. Đó, người ta cũng bài nè, mình mới xong đầu bài nữa. Để coi, bây giờ x nhỏ 3 thì x là khác 3 chưa? Rồi, nhưng mà x khác 2 chưa? Chưa. Đó, lấy này. So với điều kiện đầu bài ta có là gì? X nhỏ hơn 3, x khác 2. Đây. Rồi, lớn hơn 10/3. Lớn 10/3 là đã cắt 3 và đã cắt 2 rồi. Vì mình sẽ có x lớn hơn 10/3. Cuối cùng là cái lần tập nghiệm. Vậy tập nghiệm là S bằng S bằng nhỏ hơn 3 và khác 3, nghĩa là có alien trừ bài hợp nhỏ hơn 3 và khác 2. Rồi hợp với 10/3 đến cộng vô cực. Đó, vậy thì sau khi giải ví dụ tổng hợp và tổng hợp này thì những bài còn lại thì thầy xin giao lại với đứa gì nhà nào. Thầy xin kết thúc bài giảng hôm nay tại đây. Hẹn mấy đứa, gặp lại mấy đứa trong video.